Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 16 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau. Công bố quyết định thành lập Đảng bộ Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên. Hưng Yên xảy ra 66 vụ tai nạn giao thông trong 6 tháng đầu năm. Phường dị sử, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm. Thay đổi tư duy sản xuất từ hiệu quả xuất bán nhãn quả tươi trên các sàn thương mại điện tử. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Ban Quản lý Khu Công nghiệp tỉnh Hưng Yên, Đảng ủy Khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ Ban Quản lý Khu Công nghiệp tỉnh Hưng Yên và chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn kết cấu thép cơ khí xây dựng Hưng Yên. Dự lễ công bố các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên. Ban Quản lý các khu công nghiệp Hưng Yên được thành lập năm 2001 nhằm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư vào trong các khu công nghiệp theo cơ chế một cửa, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ cho các khu công nghiệp, tạo mặt bằng thuận lợi tiếp nhận dự án đầu tư vào khu công nghiệp, giải quyết các thủ tục hành chính nhanh gọn trong thu hút đầu tư và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đạt hiệu quả, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tính đến hết tháng 6 năm 2022, chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp Hưng Yên có tổng số 32 đảng viên chính thức. Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, chi ủy Ban Quản lý các khu công nghiệp Hưng Yên đã thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh xem xét về việc đề nghị thành lập Đảng bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp Hưng Yên trên cơ sở nâng cấp chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp Hưng Yên và chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 9 đồng chí, trong đó trước mắt kiện toàn 7 đồng chí. Công ty trách nhiệm hữu hạn kết cấu thép cơ khí xây dựng Hưng Yên đóng trên địa bàn phường Bạch Sam, thị xã Vĩnh Hào được thành lập năm 2002. Công ty có 150 cán bộ công nhân lao động chuyên sản xuất chế tạo các loại khung nhà thép tiền chế, kết cấu thép các loại cho nhà công nghiệp và dân dụng với mọi khẩu độ theo yêu cầu của khách hàng. Các tổ chức đoàn thể của công ty duy trì hoạt động hiệu quả, thường xuyên chăm lo lợi ích của người lao động. Công ty hiện có 4 đảng viên. Từ yêu cầu thực tế, chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn kết cấu thép cơ khí xây dựng Hưng Yên được thành lập đáp ứng được nguyện vọng của các đảng viên đang làm việc trong công ty, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để quần chúng người lao động có lý tưởng cách mạng, phấn đấu trở thành đảng viên góp phần thúc đẩy sự phát triển của công ty. Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh đã trao các quyết định thành lập Đảng bộ, Ban Quản lý các khu công nghiệp Hưng Yên và chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn kết cấu thép cơ khí xây dựng Hưng Yên. Tặng hoa chúc mừng và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh ý nghĩa vai trò quan trọng trong công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp kinh tế tư nhân, đồng thời yêu cầu các tổ chức đảng được thành lập phải là một tập thể đoàn kết vững mạnh, phát huy được trí tuệ tập thể, thống nhất ý chí trong hành động, nghiêm túc chấp hành cương lĩnh chỉ thị điều lệ đảng, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo doanh nghiệp trong tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới cán bộ người lao động. Từng đảng viên phải gương mẫu trách nhiệm, không ngừng đổi mới sáng tạo trong thực hiện. Các tổ chức đảng cần phải kết hợp, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo doanh nghiệp để tăng cường tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động và chủ động khắc phục những khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước. Hai là thực hiện tốt việc tổ chức phổ biến quán triệt và thực hiện các cái nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là tuyên truyền các cái chủ trương đường lối của Đảng trong đội ngũ cán bộ người lao động, nó phải vượt ra khỏi cái phạm vi của tổ chức đảng đấy, mà làm sao đấy chúng ta tuyên truyền phổ biến được những đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với người lao động để người lao động biết và thực hiện tốt. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy Khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục chú trọng công tác xây dựng phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thường xuyên quan tâm phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nghiệp trẻ, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh để tuyên truyền vận động cũng như giúp chủ doanh nghiệp hiểu và nhận thức đúng về mục đích ý nghĩa của lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Khẳng định rõ thành lập tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân là để đồng hành doanh nghiệp, để lãnh đạo công nhân, người lao động đẩy mạnh các hoạt động thi đua sản xuất kinh doanh, chấp hành nghiêm pháp luật
lao động, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, trong thực hiện quy chế, quy định doanh nghiệp. Ngày 15 tháng 7, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên. 6 tháng đầu năm, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giảm 2 tiêu chí so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, toàn tỉnh xảy ra 66 vụ tai nạn, làm chết 50 người, bị thương 47 người, giảm 3 vụ, 5 người bị thương. Lực lượng chức năng đã xử phạt trên 6.000 trường hợp vi phạm với số tiền 12 tỷ đồng, tạm giữ hơn 2.000 phương tiện, tước gần 600 giấy phép lái xe. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam nhấn mạnh, tai nạn giao thông tuy có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao. Vì vậy, thời gian tới, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người tham gia giao thông, các địa phương, các ngành chức năng cần tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, lưu ý hiện trên địa bàn tỉnh còn nhiều xe quá tải, xe trốn vé chạy trên các tuyến đường huyện, thậm chí là đường xã thôn. Vì thế, cần xử lý quyết liệt hơn nữa. Đồng chí yêu cầu thống kê rà soát toàn bộ các điểm đen về giao thông, trên cơ sở đó đề xuất phương án xử lý, lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các trọng điểm về giao thông, các bến bãi khai thác, kinh doanh vật liệu xây dựng để kiểm soát xe quá tải, tiếp tục rà soát bổ sung hệ thống biển báo, lắp đặt thêm gờ giảm tốc. Kế toán, kiểm toán và tài chính là một trong những lĩnh vực chịu sự tác động lớn từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nói chung và xu hướng chuyển đổi số nói riêng. Điều này đã đặt ra yêu cầu cần nghiên cứu và đổi mới các chính sách về quản lý kinh tế cũng như các chính sách về tài chính, kế toán, kiểm toán tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, ngày 15 tháng 7, Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh đã tổ chức hội thảo khoa học Kế toán, Kiểm toán và Tài chính Việt Nam trong bối cảnh mới. Hội thảo đã thu hút hơn 110 bài viết của các nhà khoa học, các cơ quan quản lý nhà nước, người làm công tác kế toán, kiểm toán và tài chính trao đổi, thảo luận các vấn đề mới phát sinh về lý luận và thực tiễn, ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tài chính. Đồng thời kiến nghị nhiều nội dung đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ sở đào tạo khối ngành kinh tế, kế toán, kiểm toán, tài chính và các doanh nghiệp Việt Nam trong việc ban hành, vận dụng và đổi mới chính sách, chế độ và chiến lược phát triển cũng như đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy cho phù hợp với tình hình mới, đáp ứng xu thế hội nhập quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các địa phương trên địa bàn huyện Khoái Châu đang tập trung thực hiện xử lý đất dôi dư xen kẽ. Đến nay, toàn huyện đã xử lý được 58 trường hợp với số tiền thu được là gần 7,3 tỷ đồng với diện tích trên 2.000 m2. Trong đó, một số địa phương xử lý được nhiều như ở xã Đông Kết với 14 trường hợp diện tích trên 170 m2, xã Hàm Tử 7 trường hợp diện tích trên 400 m2, xã Tân Châu 6 trường hợp diện tích 172 m2. Việc xử lý đất dôi dư xen kẽ không chỉ đảm bảo quyền lợi, sự công bằng cho người sử dụng đất mà còn là nguồn vốn quan trọng cho các địa phương xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện tốt việc xử lý đất dôi dư xen kẽ, huyện Khoái Châu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của việc xử lý đất dôi dư tới mọi tầng lớp nhân dân, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp không chấp hành quy định của pháp luật về đất đai. Cùng với việc xử lý đất dôi dư xen kẽ, huyện Khoái Châu đã cấp đổi trên 1.500 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Từ đầu năm đến nay, phường Thị Sử, thị xã Mỹ Hào cấp được 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho người dân. Con số này còn quá ít so với số thửa cần cấp của địa phương. Điều đáng nói là nguyên nhân lại xuất phát từ chính những người dân. Gia đình anh Hồ Đình Tú ở tổ dân phố trên có 2 thửa đất của cha ông để lại. Nhưng đến nay, cả 2 thửa đều chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nguyên nhân là gia đình anh cũng không mặn mà và coi đây là việc không quan trọng. Trước đây là ao của mình để mình thả cấy rau cái dung để chăn nuôi, ra đây sử dụng là ra đây ở chính thức là 20 năm. Thực tế ra mà nói là tôi cũng chưa có nhu cầu nào, chứ còn chưa biết là làm người ta có khó khăn hay không, bởi vì là cứ nghe thấy nói là làm nó mất nhiều, nhưng tôi đoạn kia tôi chưa có nhu cầu nào. Tương tự như vậy, mặc dù có đến Ủy ban Nhân dân phường để làm thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng khi được hỏi, một số người dân vẫn với quan điểm thờ ơ, không mặn mà,
chỉ làm cho con cháu sau này. Đất bố mẹ em cho em ở lâu 20 năm nay rồi nhưng em chưa có nhu cầu làm sổ đỏ. Bây giờ em mới có nhu cầu thì em mới làm thôi. Còn giấy tờ nguồn gốc, biên bản các thứ thì em có đủ hết rồi. Đất của cha ông tổ nghiệp để lại, cứ mãi đi làm đi ăn thì cũng chẳng nghĩ gì thôi. Bây giờ hết tuổi lao động rồi thì bây giờ là muốn lên để làm cho cháu có cái sổ đỏ. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của phường Dị Sử chậm. Chỉ tiêu đề ra năm 2022, phường phấn đấu cấp 60 giấy, nhưng đến nay mới có 6 hộ được cấp. Trường hợp mà hiện tại hộ dân mà chưa cấp thì nó liên quan đến trong hộ gia đình nó xảy ra các cái mâu thuẫn nội bộ anh chị em sau khi bố mẹ chết là phân chia di sản thừa kế. Là trường hợp tiếp theo thì liên quan đến cái có mâu thuẫn về cái giáp danh liền kề, nên là chưa thống nhất được cái ranh giới giữa hai bên. Và cái do cũng chưa có cái kinh tế là xử lý cái phần đất dôi dư, đâm ra là trong quá trình là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là của hộ gia đình là chưa được. Chúng tôi rất vào cuộc họp hết các ban ngành đoàn thể, các tổ dân phố, nhưng mà thực chất nó khó khăn là do các hộ là chưa có nhu cầu, do vậy là cái tiến độ nó cũng còn chậm. Thì từ đây cuối năm là chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo về các tổ dân phố và đặc biệt là các ngành đoàn thể sẽ tập trung tuyên truyền vận động để nhân dân nắm rõ để đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho nó đẩy nhanh tiến độ. Phường Dị Sử hiện còn khoảng 2.000 thửa đất ở chưa được cấp giấy chứng nhận và hàng nghìn giấy cấp từ những năm 2006-2013 cần cấp đổi. Thời gian qua, huyện Yên Mỹ đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc xử lý các trường hợp vi phạm trên đất công, đất nông nghiệp, tăng cường hiệu quả công tác quản lý đất đai. Từ đầu năm đến nay, huyện Yên Mỹ phát sinh 22 trường hợp vi phạm kế hoạch số 93 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong đó, huyện đã xử lý dứt điểm 18 trường hợp, còn 4 trường hợp tại xã Liêu Xá, Tân Việt và Lý Thường Kiệt. Ngoài ra còn giải tỏa được 39 trường hợp vi phạm từ trước năm 2022, trong đó có 6 trường hợp xây dựng công trình, 19 trường hợp trồng cây vi phạm hành lang giao thông, 14 trường hợp có công trình trên đất nông nghiệp. Bên cạnh đó, huyện Yên Mỹ đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 4 trường hợp với số tiền xử phạt trên 340 triệu đồng. Nối hỗ trợ các nhà vườn, nhiều hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đưa sản phẩm nhãn quả tươi lên các sàn thương mại điện tử vụ nhãn năm 2021 đã giúp cho nhiều nhà vườn trên địa bàn thành phố Hưng Yên thay đổi phương thức canh tác truyền thống sang tập trung chăm sóc theo quy trình Việt Gáp, thuận lợi cho việc tiêu thụ và đáp ứng nhu cầu của thị trường. Những năm trước, sản phẩm nhãn quả tươi của gia đình ông Đào Ngọc Định cũng như 14 thành viên khác của tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ nông sản Lê Như Hổ, xã Hồng Nam thường bán lẻ và phụ thuộc vào thương lái, nên giá cả không ổn định, thậm chí nhiều năm trong tình trạng được mùa thì mất giá. Tuy nhiên năm 2021, trong lúc đang lo lắng nhãn không tiêu thụ được do dịch bệnh COVID-19, thì thông qua hợp tác xã Tân Châu Phố Hiến, các thành viên của tổ hợp tác đã xuất bán 20 tấn nhãn quả tươi trên sàn thương mại điện tử Spotmark với giá ổn định. Điều này làm ông Định cũng như các thành viên rất phấn khởi và bắt tay ngay vào chăm sóc vụ nhãn năm 2022. Tiêu thụ như năm ngoái, nhân dân chúng tôi là rất là mừng. Để quả nhãn được xuất bán trên sàn ấy, thì chúng tôi chấp hành tất cả các nội quy của Việt Gáp, đa số là cho phân hữu cơ, phân hóa học chúng tôi là tuyệt đối không được dùng, cho nên là quả nhãn năm nay chúng tôi làm nó rất đẹp. Cái lượng quả năm nay tôi ước tính là khoảng 10 tấn. Từ thành công xuất bán hàng trăm tấn nhãn quả tươi năm 2021 cho các doanh nghiệp siêu thị, trong đó trên 20 tấn được bán trên sàn thương mại điện tử Sen Đỏ Spotmark đã giúp các thành viên của Hợp tác xã Nhãn Lồng Quảng Châu thay đổi tư duy sản xuất. Được sự hướng dẫn của đơn vị chuyên môn và Hợp tác xã, ngay từ đầu vụ, các nhà vườn đã đẩy mạnh chăm sóc để nhãn cho chất lượng ngon, mẫu mã đẹp. Theo dự kiến, vụ nhãn năm 2022 ở xã Quảng Châu sẽ cho sản lượng trên 500 tấn quả. Hiện chính quyền xã Quảng Châu và hợp tác xã đã chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng phục vụ thị trường. Hội đồng quản trị chúng tôi đã đi xúc tiến thương mại, tới nay đã ký kết được một số cửa hàng sạch, cửa chủ yếu và đặc biệt tới đây chúng tôi đã đưa lên sàn thương mại điện tử.
nắm bắt được tiêu chuẩn quy cách đóng gói để xuất bán nhãn trên sàn thương mại điện tử vụ nhãn năm 2022 với sự hỗ trợ của cơ quan chức năng, 14 hợp tác xã, 5 tổ hợp tác và các nhà vườn sản xuất nhãn trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã thích ứng với tình hình mới. Ngoài thay đổi phương thức sản xuất, còn đặc biệt chú trọng đến chất lượng sản phẩm để đưa nhãn quả tươi lên sàn thương mại điện tử và các kênh phân phối online khác. Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, đồng thời giáo dục kỹ năng cần thiết cho con em công nhân, người lao động trong dịp hè, sáng nay công ty cổ phần sản xuất hàng thể thao Tân Đệ có địa chỉ tại thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động đã tổ chức chuỗi hoạt động chào hè ý nghĩa thiết thực dành cho trẻ em là con của công nhân, người lao động của công ty. Chương trình có chủ đề Tân Đệ cùng con chào hè với sự tham gia của hơn 300 trẻ em từ 6 đến 12 tuổi. Đến với chương trình, các bé được hướng dẫn tham quan nhà máy và xưởng sản xuất nơi bố mẹ làm việc, đồng thời tham gia vào hàng loạt trò chơi bổ ích từ dân gian đến hiện đại ngay tại khuôn viên nhà máy như kéo co, bịt mắt, đập bóng, nặn tò he, tham gia trồng cây, nấu ăn, vẽ tranh hay trải nghiệm làm lính cứu hỏa, bác sĩ công an. Các trò chơi được tổ chức và bố trí phù hợp với lứa tuổi nên được các bé đón nhận và tham gia nhiệt tình, tạo không khí vui tươi sôi nổi. Kết thúc ngày trải nghiệm, mỗi em được tặng những phần quà ý nghĩa gồm đồ dùng học tập và bộ sách kỹ năng sống. Hôm nay em đến đây thì em biết được mẹ em làm công việc chỉ là kiểm hàng ạ. Mẹ làm việc rất vất vả nên em sẽ cố gắng học tập tốt hơn để cho mẹ vui ạ. Khi vào đây con được các cô các chú hướng dẫn đi tham quan và giới thiệu rất là cẩn thận ạ. Tham gia trò chơi con rất là vui, khỏe và rất là thích ạ. Chương trình đã tạo ra một sân chơi với nhiều niềm vui, bổ ích dành cho các bé trong dịp hè, đồng thời giúp các con hiểu hơn về môi trường làm việc, sự vất vả của bố mẹ để trân trọng sức lao động và phấn đấu rèn luyện, đồng thời trang bị những kỹ năng để bảo vệ bản thân, giảm phụ thuộc vào các thiết bị điện tử và trò chơi không lành mạnh trên môi trường mạng. Sáng nay, nhà thiếu nhi tỉnh Hưng Yên tổ chức giải vô địch bơi lội cho thiếu nhi tỉnh Hưng Yên năm 2022. Giải năm nay có sự góp mặt của 55 vận động viên đến từ thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào và các huyện Tiên Lữ, Kim Động, Phù Cử, Khói Châu, Yên Mỹ, Ân Thi. Giải đấu được tổ chức làm 3 nhóm tuổi, nam nữ từ 10 đến 11 tuổi, 12 đến 13 tuổi và 14 đến 15 tuổi, thi các nội dung bơi tự do, bơi ếch. Đây là dịp để các vận động viên được cọ sát và tìm kiếm các vận động viên tỉnh Hưng Yên đi tham gia các giải đấu cao hơn. Tổng kết giải, ban tổ chức đã trao 12 giải nhất, 12 giải nhì và 20 giải ba cho các vận động viên có thành tích cao nhất. Những năm gần đây, huyện Phù Cử đã có sự thay đổi mạnh mẽ về hạ tầng cơ sở, diện mạo nông thôn. Song song với đầu tư làm mới nhiều tuyến đường, các địa phương trên địa bàn huyện đã dành nguồn lực để đầu tư xây dựng, cải tạo và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần, rèn luyện sức khỏe của nhân dân. Từ nguồn tiền đấu giá đất giãn dân của xã cuối năm 2021, nhà văn hóa mới của thôn Ba Đông, xã Phan Sầu Nam được đầu tư xây dựng với kinh phí 1,8 tỷ đồng. Ngay sau khi đưa vào sử dụng, nơi đây đã được chọn để tổ chức ngày hội đại đoàn kết điểm của huyện Phù Cử. Nếu như trước kia cả thôn không có chỗ cho các hoạt động tập thể thì hiện nay nhà văn hóa thôn đã trở thành địa chỉ sinh hoạt văn hóa, tập luyện thể dục thể thao của nhân dân. Trước kia tinh thần thì có nhưng mà cơ sở vật chất không có, không được đầy đủ, mà tập luyện thì không có nơi tập. Thế cho nên là chị em trong khi tập luyện thì nó cũng không được hào hứng lắm. Thế đến khi xây dựng cái nhà văn hóa thôn có cơ sở vật chất sẵn có rồi thì chúng tôi tha hồ mà vùng vẫy, tha hồ mà tập luyện thì chị em phấn khởi lắm. Từ ngày có nhà văn hóa giờ thì nhân dân rất phấn khởi và cũng là tinh thần nhân dân được nâng cao, vì đây cũng là khu nhà chung để gọi là nhân dân đến tập trung văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao. Từ năm 2021 đến nay, huyện Phù Cử đã dành nguồn kinh phí hỗ trợ xây mới 8 nhà văn hóa thôn, xây dựng 2 sân thể thao thôn và xã. Chính quyền và nhân dân các thôn xã cũng đã tích cực huy động xã hội hóa đầu tư xây dựng các điểm vui chơi, tập luyện thể thao. Sân nhà văn hóa thôn, xã hoặc khuôn viên sân đình trở thành các điểm thu hút đông đảo người cao tuổi và thanh thiếu niên đến rèn luyện sức khỏe. Sức khỏe của mọi người cũng được nâng lên rất là nhiều. Tôi là cũng là U70 rồi, thế nhưng mà cái sức lực của là cũng phấn khởi á, từ cái phấn khởi đó nó tạo cái điều kiện cho mình là áp tất cả những cái bệnh tật đi. Cùng với này cái đầu tư cho cái xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thì lãnh đạo địa phương thì đã có cái tư duy và đưa vào cái kế hoạch đầu tư trung hạn trong năm 2023 tới đây. Và cuối những tháng cuối của năm 2022 chúng tôi đầu tư vào cái thiết chế văn hóa là xây dựng cái khu vui chơi
và nhà văn hóa trung tâm của thôn Nghĩa Vũ. Thế rồi khu vận động trung tâm, khu vui chơi của xã sẽ được tiến hành khởi công vào năm 2023. Đến nay, toàn huyện Phù Cừ có gần 40% dân số tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, có 98,4% gia đình văn hóa. Sự quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, cơ sở đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong việc nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần của nhân dân. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế. Nhằm đối phó với khủng hoảng toàn diện đang diễn ra, Sri Lanka đang trông chờ vào các khoản vay tài chính từ các quốc gia và thể chế tài chính quốc tế. Trong đó, Sri Lanka hy vọng sẽ nhận được khoản hỗ trợ tài chính trị giá khoảng 4 tỷ đô la Mỹ từ Trung Quốc. Đại sứ Sri Lanka mới đây cho biết, nước này đang tiếp tục đàm phán với Trung Quốc về khoản viện trợ lên tới 4 tỷ đô la Mỹ, trong đó có khoản vay 1 tỷ đô la Mỹ để trả một khoản nợ của chính Trung Quốc. Bên cạnh đó, Sri Lanka cũng tìm cách huy động mức tín dụng 1,5 tỷ đô la Mỹ để thanh toán hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, đồng thời tìm cách kích hoạt giao dịch hoán đổi nợ thành cổ phiếu trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ. Ngoài Trung Quốc, quốc gia Nam Á đang phá sản cũng đã nhận được khoản 3,8 tỷ đô la Mỹ viện trợ từ nước láng giềng Ấn Độ và đang đàm phán để kiếm thêm. Bộ Tài chính Mỹ thông báo sẽ tạo điều kiện cho việc xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga và việc bán vận chuyển hàng hóa nông nghiệp của Nga không vi phạm lệnh trừng phạt. Bộ Tài chính Mỹ trấn an các ngân hàng, công ty vận chuyển và bảo hiểm rằng các giao dịch như vậy sẽ không vi phạm lệnh trừng phạt của Washington với Moscow vì chiến dịch quân sự ở Ukraine. Việc tạo điều kiện cho những mặt hàng xuất khẩu nói trên của Nga là một phần quan trọng trong nỗ lực của Liên Hợp Quốc và các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nhằm môi giới một thỏa thuận trọn gói với Nga cho phép các chuyến hàng ngũ cốc của Ukraine rời cảng Odessa ở Biển Đen. Sau nhiều tháng đại dịch COVID-19 hoành hành, thay vì tăng trưởng 1% như dự báo, thì tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong quý 2 năm nay chỉ đạt mức 0,4%, mức thấp nhất kể từ năm 2020. Số liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố cho thấy, 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế Trung Quốc tăng 2,5% so với cùng kỳ. Trong đó, riêng quý 2, thời điểm nước này phải đối mặt với đợt bùng phát COVID-19 nghiêm trọng, với Trung tâm Kinh tế Thượng Hải bị phong tỏa 2 tháng, tổng sản phẩm nội địa GDP của Trung Quốc chỉ tăng 0,4%, thấp hơn dự báo và là tốc độ tăng trưởng thấp nhất kể từ sau mức sụt giảm 6,9% trong quý đầu tiên của năm 2020 khi đại dịch bùng phát tại Vũ Hán. Nhật Bản đang trải qua làn sóng bùng phát dịch COVID-19 thứ 7 vì dòng phụ BA.5 của biến thể Omicron. Những ngày gần đây, mỗi ngày Nhật Bản trung bình ghi nhận khoảng 100.000 ca nhiễm mới. Theo truyền thông Nhật Bản, chỉ riêng trong ngày 15 tháng 7, trên toàn nước Nhật đã ghi nhận hơn 104.000 ca mắc COVID-19 mới. Đây là lần đầu tiên số ca mắc mới mỗi ngày vượt mốc 100.000 ca kể từ tháng 2 năm 2022. Hiện chính phủ Nhật Bản chưa có ý định siết chặt việc đi lại của người dân trong nước hay đóng cửa biên giới. Mặc dù số ca nhiễm tăng, tỷ lệ tử vong và bệnh nặng vẫn đang ở mức thấp. Tuy nhiên, để hạn chế thấp nhất rủi ro với hệ thống y tế và dập tắt đợt bùng phát dịch, chính quyền Nhật Bản quyết định mở rộng đối tượng tiêm mũi 4 vaccine phòng COVID-19. Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF công bố dữ liệu mới nhất cho thấy trên thế giới hiện nay có đến 25 triệu trẻ em chưa tiêm đủ các liều vaccine phòng bệnh. WHO và UNICEF cảnh báo về số lượng trẻ em được tiêm các loại vaccine thiết yếu đang giảm báo động xuống mức thấp nhất trong vòng 30 năm qua. Đặc biệt, trong số này có đến 18 triệu trẻ chưa được tiêm bất kỳ liều vaccine nào và đa phần trẻ sống ở những quốc gia có thu nhập trung bình thấp. Có nhiều lý do khiến tỷ lệ bao phủ vaccine thiết yếu ở trẻ em bị giảm, như trẻ sống trong các khu vực đang xảy ra xung đột hoặc những nơi có điều kiện khó khăn, cơ hội tiếp cận thông tin về vaccine chưa cao và các vấn đề liên quan đến COVID-19. Một tháng sau khi chính phủ hợp pháp hóa cần sa, dư luận Thái Lan đang tranh cãi gay gắt về việc sử dụng loại cây này trên thực tế. Kể từ khi Thái Lan hợp pháp hóa cần sa, nhiều quầy hàng nhỏ buôn bán sản phẩm này đã mọc lên. Nhiều người Thái Lan cho rằng quyết định hợp pháp hóa cần sa lợi bất cập hại. Hành vi của người hút cần sa và mùi cần sa gây phiền toái cho người khác, giống như hút thuốc lá ở nơi công cộng, làm ảnh hưởng đến mọi người. Bên cạnh đó, Đại học Y khoa Hoàng gia Thái Lan và Hiệp hội Y khoa Thái Lan cũng lên tiếng cảnh báo trẻ em về các tác động của cần sa với hệ thần kinh, sau khi ít nhất 9 thiếu niên phải nhập viện. Một nam thiếu niên 15 tuổi, trong số đó sau khi hút 2 điếu cần sa, đã trở nên mất kiểm soát và dùng dao tấn công người khác. Một chùm nho thuộc giống quý hiếm tại Nhật Bản vừa qua đã được bán với mức giá kỷ lục 1,5 triệu yên, tương đương khoảng 250 triệu đồng trong phiên đấu giá mới diễn ra.
Phiên đấu giá với chùm nho thuộc giống hồng ngọc La Mã diễn ra ở thành phố Kanazawa, tỉnh Ishikawa của miền Trung Nhật Bản. Loại nho này chỉ được bán khi đáp ứng đủ tiêu chí nghiêm ngặt như đường kính mỗi quả nho phải đạt ít nhất là 3,1 cm, hàm lượng đường mỗi chùm phải từ 18% trở lên. Tổng cộng có 187 chùm nho được mang ra đấu giá. Giá cao nhất đưa ra cho một chùm nho 27 quả nặng 800 gram là 1,5 triệu yên, tương đương khoảng 250 triệu đồng, cao hơn so với kỷ lục 1,4 triệu yên được thiết lập hồi năm ngoái. Hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.